Nếu như dắt trẻ con đi cùng, bạn có thể ghé bất cứ nhà hàng nào ở Monterey, California. Nhưng Grosto thì không, vì nhà hàng này có một chính sách rất lạ. Đó là trẻ em không được làm ồn và khóc khi đến nhà hàng. Anh Chris Shack, chủ nhà hàng Grotto cho biết chính sách cấm trẻ em khóc to tiếng trong nhà hàng đã có cách đây từ 2 năm, nhưng gần đây nó mới được áp dụng. Điều này khiến nhiều người nghĩ rằng nhà hàng này không mặn mà với thực khách. Thật là buồn cười, tôi nghĩ các bé cần phải biết cư xử như thế nào khi đến nhà hàng này, nếu không đến đây thì làm sao chúng biết được. Nhà hàng không nên làm thế. Theo tôi họ nên cho trẻ con vào ăn trong nhà hàng. Tôi hơi bị sốc vì chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này. Thông thường các nhà hàng thường có khu vui chơi hoặc ít ra cũng có một cái ghế cao cho trẻ em còn nhà hàng này thì không. Dường như họ không muốn tiếp bất kỳ thực khách nhí nào vì họ không muốn trẻ em làm ồn ào nên chúng tôi không vô đó. Khẩu hiệu dán trước cửa nhà hàng cũng làm anh Kelly Lozano bất ngờ bởi vì đây là khu vực nhộn nhịp, đông người qua lại và cũng là nơi để nhiều gia đình thư giãn. Tôi sẽ không đến đó với một không khí ngột ngạt như vậy. Nhà hàng này làm tôi ngạc nhiên vì đây là nơi thư giãn của gia đình. Nhưng anh Chris Hick cho biết, chính sách này không hề ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà hàng. Hơn 20 năm qua, doanh thu của nhà hàng chưa bao giờ giảm, mọi thứ vẫn tăng trưởng bình thường. Ngược lại, nhiều người cho rằng tôi nghĩ điều này không công bằng chút nào trẻ nhỏ cũng cần được phục vụ như bao người khác